Xin chào quý vị và các bạn. Năm 2022 đã đi qua, để lại đầy rẫy những biến động cho toàn thế giới, nhất là khi hành tinh của chúng ta đang bị phủ bóng bởi những xung đột quân sự mạnh mẽ và nhiều diễn biến hỗn loạn về địa chính trị vô cùng khó lường. Chính bởi vậy, những nền quân sự hùng mạnh nhất trong năm 2023 càng trở thành tâm điểm chú ý của thế giới, bởi sự ảnh hưởng của các cường quốc quân sự này sẽ bao trùm lên hầu hết các lĩnh vực trên toàn cầu. Chúng định hình các vấn đề kinh tế cũng như tác động to lớn đến việc thiết lập trật tự thế giới mới. Theo chuyên trang quân sự Global Firepower, thì vào năm 2023, có tổng cộng 145 quốc gia được đưa vào bảng xếp hạng quân sự. Bạn là nhất chính là câu nói vắn tắt khi nhắc đến nền quân sự của Hoa Kỳ. Năm 2022, chỉ số sức mạnh của Mỹ là 0,0453, thì tính đến nay, điểm số đánh giá của quốc gia này đã tăng lên là 0,0712 điểm. Nghĩa là chỉ số sức mạnh quân sự của Mỹ có giảm xuống so với năm 2022. Tuy nhiên, với sự sụt giảm không đáng kể, Mỹ vẫn là cường quốc quân sự số 1 trên thế giới. Quy mô lực lượng vũ trang của nước Mỹ tiếp tục ổn định với khoảng 1.832.000 quân, trong đó lực lượng có biên chế thường trực là khoảng 1.390.000 quân, số còn lại là lực lượng dự bị. Về kho vũ khí, Mỹ có tổng cộng 13.300 máy bay, trong số đó có 1.436 máy bay chiến đấu. Xe tăng có 5.500 chiếc, số tàu chiến là 484 chiếc. Một số nhà quan sát nhận định rằng, trong năm 2022, Mỹ đã khá thành công trong việc đoàn kết các nước phương Tây để hỗ trợ Ukraine trong cuộc xung đột với Nga mà không khiến NATO rơi vào một cuộc đối đầu trực tiếp với Moscow. Tuy nhiên, bước sang năm 2023, một số ý kiến lại cho rằng Mỹ đang đặt cược gần như tất cả vào lá bài Ukraine, từ sức ảnh hưởng quốc tế của họ, tiền đóng thuế của người dân Mỹ đến cả mạng sống của binh sĩ Ukraine. Chính vì vậy, các đồng minh của Mỹ đang có dấu hiệu lo ngại liệu một siêu cường đang bị kéo căng trên nhiều mặt trận như Washington hiện nay có thể bảo vệ họ trong những thời khắc then chốt hay không. Được mệnh danh là vua lì đòn vì luôn bám sát Mỹ để đứng ở vị trí thứ hai, không ai khác chính là nước Nga. Chỉ số sức mạnh quân sự của Nga đạt 0,0714 điểm trong năm 2023. Như vậy, Nga đang theo sát điểm số của Hoa Kỳ và rất có thể Moscow sẽ đe dọa ngôi vương của Washington trong tương lai gần. Tính đến thời điểm hiện tại, các lực lượng vũ trang của Nga có tổng cộng 1.330.900 người, trong đó quân đội thường trực khoảng 830.900, lực lượng dự bị khoảng 250.000 người, còn lại là lực lượng bán quân sự. Trong năm 2023, Nga dự kiến thành lập thêm khoảng 5 sư đoàn bộ binh thủy quân lục chiến trong lực lượng phòng thủ bờ biển dựa trên các lữ đoàn hiện có. Tổng số máy bay của Nga là 4.182 chiếc, trong số đó máy bay chiến đấu là 773 chiếc. Xe tăng có tổng cộng 12.566 chiếc. Hải quân có 598 tàu chiến các loại. Bước sang đầu năm 2023, xung đột giữa Nga và Ukraine tiếp tục căng thẳng. Ngoài các loại tên lửa siêu thanh, xe tăng, chủ yếu là dòng T-90, các loại máy bay chiến đấu, Moscow đã triển khai nhiều loại vũ khí mới như các loại tên lửa tầm xa, pháo phản lực, máy bay không người lái và vũ khí chống tăng. Những khí tài quân sự này được đánh giá là đã mang lại hiệu quả ngoài mong đợi. Kết quả là vào đầu tháng 1 năm 2023, Nga tuyên bố kiểm soát thành phố Soledar ở miền đông Ukraine sau nhiều tuần giao tranh dữ dội. Đồng thời, Nga cũng cho quân tấn công vào các cụm công nghiệp, khu vực dân sự dọc bờ sông Bakhmutka. Nga cũng tuyên bố trong năm 2023 sẽ bổ sung thêm 4 tàu ngầm, 12 tàu mặt nước và các tàu hỗ trợ khác cho hải quân. Bộ Quốc phòng Nga cũng dự định tăng cường cung cấp các hệ thống tên lửa hành trình siêu vượt âm KH-47M2 Kinja và tên lửa siêu thanh Zircon có độ chính xác cao, đồng thời tiếp tục nghiên cứu các mẫu khí tài đầy hứa hẹn khác. Thế nhưng, các lệnh cấm vận của phương Tây kéo dài cũng khiến Nga gặp nhiều khó khăn khi nghiên cứu và sản xuất thêm các loại vũ khí tiên tiến khác như vũ khí laser, vũ khí điện tử. Chễm chệ ở vị trí thứ 3 trong bảng xếp hạng là Trung Quốc. Một số nhà quan sát cho rằng Trung Quốc đang ngày càng chú trọng vào việc tăng cường năng lực hải quân, không quân và chiến tranh trên bộ. Nếu như năm 2022, Trung Quốc đạt 0,0511 điểm đánh giá, thì tính đến thời điểm hiện tại, điểm số của Trung Quốc đã tăng lên là 0,0722 điểm. Tổng số lực lượng vũ trang của Trung Quốc là 3.135.000 người, trong đó lực lượng thường trực là khoảng 2 triệu quân, số còn lại là dự bị động viên. Tổng số máy bay là 3.284 chiếc, trong đó máy bay chiến đấu là 1.199 chiếc. Xe tăng có khoảng 4.950 chiếc và số tàu chiến là 730. Mặc dù là một nước lớn và có tầm ảnh hưởng trên thế giới, nhưng trong cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine,
Trung Quốc vẫn luôn giữ một khoảng cách nhất định với các bên nhằm tránh bị lôi kéo vào cuộc chiến. Tuy nhiên, những năm gần đây, các tàu chiến Mỹ và đồng minh của họ như Anh, Canada thường đi qua eo biển Đài Loan khiến Bắc Kinh vô cùng khó chịu. Để thể hiện uy lực của mình, Trung Quốc thường xuyên mở các cuộc tập trận vây quanh đảo Đài Loan nhằm răn đe, dẫn đến mối quan hệ Trung Mỹ cũng như Trung Quốc với phương Tây ngày càng trở nên xấu đi. Thế nhưng, điều đó lại thúc đẩy Trung Quốc củng cố quan hệ với Nga, bởi Trung Quốc nhận thấy rõ, việc phương Tây áp đặt một loạt các biện pháp trừng phạt với Nga khiến Trung Quốc đạt được nhiều lợi ích. Bắc Kinh sẽ dễ dàng mua được năng lượng của Nga với giá rẻ hơn dù phải vượt qua những rào cản về cơ sở hạ tầng và hậu cần. Hơn nữa, trong ván bài ba bên giữa Mỹ, châu Âu và Nga đang căng thẳng như hiện nay thì dường như tất cả các bên đang mong muốn Trung Quốc đóng vai trò nào đó để cải thiện tình hình chung. Vững chắc ở vị trí thứ tư vẫn là Ấn Độ. Sau khi ông Tập Cận Bình lên nắm quyền ở Trung Quốc thì quan hệ Trung-Ấn được cho là đã có một số dấu hiệu nồng ấm. Tuy nhiên, căng thẳng biên giới giữa hai quốc gia này vẫn không ngừng leo thang. Cuối năm 2022, quân đội Trung Quốc và Ấn Độ lại tiếp tục ẩu đả tại khu vực biên giới thuộc miền đông Ấn Độ. Lo ngại những xung đột vẫn còn kéo dài nên Ấn Độ đầu tư rất mạnh vào an ninh quốc phòng. Chỉ số sức mạnh hiện tại của quốc gia này là 0,0125, trong khi đó, năm 2022, Ấn Độ đạt 0,0979 điểm. Tổng quân số Ấn Độ sở hữu là 5.132.000 người. Trong đó, lực lượng thường trực là 1.450.000 quân, dự bị động viên là 1.155.000 quân. Tổng số máy bay các loại là 2.210 chiếc, trong đó chiến đấu cơ là 577 chiếc, tăng 13 chiếc so với năm 2022. Xe tăng chiến đấu là 4.614 chiếc và số tàu chiến là 295. Dù cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine đang leo thang, nhưng Ấn Độ vẫn duy trì đối thoại với Nga và khẳng định sẽ ngăn cản bất kỳ nỗ lực của bất kỳ bên nào nếu có ý định cản trở sự hợp tác quân sự và kỹ thuật giữa hai nước này. Như vậy, bước sang năm 2023 thì chỉ có 4 quốc gia gồm Hoa Kỳ, Nga, Trung Quốc và Ấn Độ vẫn duy trì được nền quân sự ổn định, không bị thay đổi vị trí so với bảng xếp hạng năm 2022. Bất ngờ leo lên vị trí số 5 là Vương quốc Anh. Với nguồn chi phí khổng lồ dành cho quân sự cũng như sở hữu nhiều kỹ thuật và công nghệ hiện đại, năm 2023, nước Anh đã có sự phát triển vượt trội về quân sự khi tăng 3 bậc trong bảng xếp hạng, từ hạng 8 lên hạng 5 thế giới với số điểm đánh giá là 0,1435. Tính đến thời điểm này, Vương quốc Anh cũng là lực lượng quân sự mạnh nhất ở châu Âu. Tổng quân số của quốc gia này chỉ có 231.000 quân, trong đó lực lượng quân đội thường trực là 194.000 quân, dự bị động viên là 37.000 quân. Đây cũng là quốc gia có tổng số lực lượng vũ trang ít nhất trong top 5 của bảng xếp hạng. Nước Anh có tổng cộng 663 máy bay các loại, trong đó có 119 máy bay chiến đấu, 227 xe tăng và 73 tàu chiến. Năm 2022, Anh là một trong số các quốc gia châu Âu tích cực ủng hộ Ukraine trong cuộc xung đột với Nga khi chuyển hơn 100.000 quả đạn pháo cùng với nhiều vũ khí hiện đại khác cho Kiev. Tại hội nghị thượng đỉnh của lực lượng viễn chinh chung khu vực JEP tổ chức tại Riga, thủ đô của Latvia vào tháng 12 năm 2022, Anh tuyên bố bước sang năm 2023, nước này sẽ tiếp tục viện trợ cho Ukraine với mức bằng hoặc vượt 2,3 tỷ bảng Anh, tức là khoảng 2,8 tỷ đô la Mỹ và tương ứng với hơn 66.100 tỷ Việt Nam đồng tính đến thời điểm xây dựng video này. Nhiều nguồn tin cũng cho biết giới chức Anh cũng cam kết cung cấp thêm cho Kiev nhiều hệ thống phòng không, pháo binh và xe bọc thép hiện đại, cũng như đảm bảo nguồn đạn pháo liên tục cho Ukraine trong năm 2023. Không lung lay ở vị trí số 6 là Hàn Quốc. Quan hệ liên triều ngày càng trở nên lạnh nhạt đã thúc đẩy Hàn Quốc chú trọng hơn nữa vấn đề an ninh quốc phòng. Đó là chưa kể, Hàn Quốc luôn duy trì mối quan hệ đồng minh thân cận với Mỹ, cường quốc quân sự số 1 trên thế giới. Quân đội hai nước này thường xuyên tiến hành các hoạt động tập trận chung, hỗ trợ đào tạo nhân lực và đảm bảo an ninh quốc phòng cho đối phương. Chính bởi vậy, Hàn Quốc luôn giữ được vị thế trong bảng xếp hạng các quốc gia có quân đội mạnh nhất thế giới. Điểm đánh giá của Hàn Quốc vào năm 2022 là 0,1261, đến nay điểm số là 0,1505 và xứ sở kim chi này vẫn đứng vững ở vị trí số 6 trong bảng xếp hạng như năm 2022. Theo quy định của Hàn Quốc thì tất cả nam giới mang quốc tịch của quốc gia này đều phải thực hiện nghĩa vụ quân sự khi đến tuổi, trừ một số rất ít các trường hợp đặc biệt được miễn hoặc đặc cách, giảm thời gian tại ngũ theo quy định của hiến pháp nước này. Do đó, tổng quân số của Hàn Quốc rất đông đảo với 1.130.000 người, trong đó lực lượng quân đội thường trực hiện nay là khoảng 555.000 quân, dự bị động viên khoảng 500.000 quân. Tổng số máy bay Hàn Quốc đang sở hữu là 1.602 chiếc,
trong đó máy bay chiến đấu là 402 chiếc. Ngoài ra, Hàn Quốc có 2.331 xe tăng và 157 tàu chiến. Vị trí số 7 trong bảng xếp hạng quân sự thế giới năm 2023 thuộc về Pakistan. Sự tập trung ngày càng cao vào khí đốt tự nhiên và than đá đã giúp nền kinh tế Pakistan cải thiện đáng kể, kéo theo vị thế quân sự trên trường quốc tế của quốc gia này trở nên vững chắc trong những năm gần đây. Cụ thể là từ vị trí thứ 15 trong bảng xếp hạng năm 2020 lên vị trí số 10 năm 2021 và tiếp tục thăng lên hạng 9 vào năm 2022. Bước sang năm 2023, Pakistan đã tăng thêm 2 bậc để đứng ở vị trí thứ 7 trong bảng xếp hạng với chỉ số sức mạnh là 0,1694 điểm. Tổng quân số của quốc gia này là 1.704.000 quân, trong đó lực lượng quân đội thường trực là 654.000 quân, dự bị động viên là 550.000 quân. Pakistan có 363 máy bay chiến đấu trong tổng số 1.413 máy bay các loại. Ngoài ra, quốc gia này còn sở hữu 3.742 xe tăng và 114 tàu chiến. Vị trí thứ 8 đã gọi tên đất nước Nhật Bản trong bảng xếp hạng năm 2023. Nhằm ứng phó với tình hình an ninh thế giới ngày càng biến đổi phức tạp, Nhật Bản cũng nỗ lực tăng cường sức mạnh quân sự của mình. Tuy nhiên, quốc gia này lại đang phải đối mặt với một vấn đề rất nan giải, đó là việc tuyển dụng đủ số lượng tân binh đang trở nên rất khó khăn do tỷ lệ sinh ngày càng giảm. Có thể đây là một trong những lý do khiến Nhật Bản bị tụt hạng tới 3 bậc trong bảng xếp hạng quân sự thế giới so với năm 2022, từ hạng 5 xuống hạng 8. Chỉ số sức mạnh của đất nước này tính đến thời điểm hiện tại là 0,1711 điểm, trong khi vào năm 2022, Nhật Bản đạt 0,1195 điểm đánh giá. Tổng quân số của Nhật Bản năm 2023 là 309.000 người, trong đó lực lượng quân đội thường trực là 240.000 quân, dự bị động viên là 55.000 quân. Tổng số máy bay các loại của Nhật là 1.451 chiếc, trong đó có 217 máy bay chiến đấu. Ngoài ra, Nhật Bản có 1.004 xe tăng và 155 tàu chiến. Mặc dù hơi xu khi bị tụt hạng so với năm 2022, nhưng Pháp vẫn đứng ở vị trí thứ 9 trong bảng xếp hạng năm 2023. Sau 3 năm liên tiếp là các năm 2020, 2021 và 2022 duy trì vị trí thứ 7 không bị thay đổi trong bảng xếp hạng. Bước sang năm 2023, Pháp đã tụt hạng 2 bậc và đứng ở vị trí thứ 9. Mặt khác, việc Vương quốc Anh vươn lên đứng ở vị trí số 5 trong bảng xếp hạng năm 2023 đã khiến Pháp không còn giữ được vị trí dẫn đầu trong các nước châu Âu về sức mạnh quân sự. Chỉ số sức mạnh của Pháp tính đến thời điểm hiện tại là 0,1848, trong khi năm 2022, Pháp đạt 0,1283 điểm. Với tổng quân số là 415.000 quân, Pháp có 205.000 quân là lực lượng thường trực, dự bị động viên là 35.000 người, số còn lại là lực lượng bán quân sự. Quốc gia này có tổng số 1.004 máy bay các loại, trong đó có 266 máy bay chiến đấu. Nếu như năm 2022, Pháp sở hữu 406 xe tăng và 180 tàu chiến, thì bước sang năm 2023, Pháp chỉ còn 222 xe tăng và 126 tàu chiến. Italia chính là quốc gia chốt sổ top 10 nền quân sự mạnh nhất thế giới năm 2023. Năm 2022, chỉ số sức mạnh của Italia đã tăng một bậc so với năm 2021. Tính đến nay, sức mạnh quân sự của đất nước này tiếp tục có sự phát triển và tăng thêm một bậc so với năm 2022 để đứng ở vị trí thứ 10 trong bảng xếp hạng, với điểm đánh giá là 0,1973 tính đến thời điểm xây dựng video này. Tổng quân số của Italia là 297.000 người, trong đó lực lượng quân đội thường trực là 170.000 quân, lực lượng dự bị động viên là khoảng 20.000 người. Quốc gia này sở hữu 92 máy bay chiến đấu trong tổng số 850 máy bay các loại, 197 xe tăng và 313 tàu chiến. Đứng ở vị trí thứ 11 là Thổ Nhĩ Kỳ. Điểm đánh giá của Thổ Nhĩ Kỳ năm 2023 là 0,2016, trong khi năm 2022, quốc gia này đạt 0,1961 điểm. Tuy có sự tăng nhẹ về chỉ số, đồng nghĩa với việc sức mạnh quân sự giảm xuống, nhưng xét về tổng thể thì nền quân sự Thổ Nhĩ Kỳ vẫn được đánh giá là tăng trưởng trong năm 2023. Bằng chứng rõ ràng nhất là nếu như năm 2022, Thổ Nhĩ Kỳ đứng ở vị trí thứ 13 trong bảng xếp hạng, thì bước sang năm 2023, quốc gia này đã tăng 2 bậc để trở lại vị trí thứ 11 như năm 2021. Có thể nói, sức mạnh quân sự của Thổ Nhĩ Kỳ khá ổn định trong những năm gần đây. Tổng quân số của quốc gia này là 775.000 người, với lực lượng thường trực là 425.000 quân, dự bị động viên là 200.000 quân. Tổng số máy bay Thổ Nhĩ Kỳ sở hữu là 1.065 chiếc, trong đó có 205 máy bay chiến đấu. Ngoài ra, quốc gia này còn có 2.229 xe tăng và 154 tàu chiến.
vốn là người chơi hệ ổn định, thật không khó để Brazil tiếp tục đứng ở vị trí thứ 12 trong bảng xếp hạng. Chỉ số sức mạnh hiện tại của Brazil là 0,2151, trong khi năm 2022, chỉ số của quốc gia này là 0,1695 điểm. Điểm đánh giá tăng lên đồng nghĩa với sức mạnh quân sự của nước này giảm xuống, nhưng so với năm 2022 thì thứ hạng của Brazil lại tăng một bậc để đứng ở vị trí thứ 12. Tổng quân số của Brazil là 2.100.000 quân, trong đó lực lượng quân đội thường trực là 360.000 quân và có 1.340.000 quân dự bị động viên. Tổng số máy bay các loại của quốc gia này là 665 chiếc với 42 máy bay chiến đấu. Xe tăng có tổng cộng 466 chiếc và số tàu chiến là 112. Tiếp tục tiến lên và lù lù ở vị trí thứ 13 là Indonesia. Indonesia một lần nữa khẳng định vị thế là quốc gia có tiềm lực quân sự đứng đầu Đông Nam Á khi liên tục thăng hạng trong bảng xếp hạng quân sự thế giới. Từ vị trí thứ 15 vào năm 2022, bước sang năm 2023, Indonesia đã tăng thêm 2 bậc để đứng ở vị trí thứ 13 trong bảng xếp hạng với chỉ số sức mạnh là 0,2221 điểm. Với tổng quân số là 1.080.000 người, lực lượng quân đội thường trực của đất nước này vẫn duy trì ổn định với 400.000 quân, dự bị động viên cũng vẫn là 400.000 quân. Máy bay chiến đấu là 41 trong tổng số 466 máy bay các loại, xe tăng có 314 chiếc và tổng số tàu chiến là 324, tăng 28 chiếc so với năm 2022. Vị trí thứ 14 trong bảng xếp hạng quân sự năm 2023 thuộc về Ai Cập. Từ quốc gia đứng ở vị trí thứ 12 trong bảng xếp hạng năm 2022, đến nay, sức mạnh quân sự của Ai Cập đã giảm 2 bậc xuống vị trí thứ 14 trong bảng xếp hạng. Điểm đánh giá của Ai Cập vào năm 2022 là 0,1869 điểm. Tại thời điểm xây dựng video này, Ai Cập đạt 0,2224 điểm. Quốc gia này có tổng lực lượng quân đội là 1.220.000 người, trong đó số quân thường trực là 440.000, dự bị động viên gồm 480.000 quân. Trong tổng số 1.069 máy bay các loại đang sở hữu, Ai Cập có 245 máy bay chiến đấu. Bên cạnh đó, quốc gia này còn có 4.664 xe tăng, tăng 270 chiếc so với năm 2022 và có 245 tàu chiến. Lớn nhanh như thổi ở vị trí thứ 15 chính là Ukraine. Từ vị trí thứ 22 trong bảng xếp hạng vào năm 2022 với chỉ số sức mạnh là 0,3266, tính đến thời điểm hiện tại, lực lượng vũ trang Ukraine đã thăng hạng một cách ngoạn mục lên tới 7 bậc, vượt qua Ba Lan, Israel và Australia để leo lên vị trí thứ 15 trong bảng xếp hạng những quân đội hùng mạnh nhất thế giới với chỉ số đánh giá là 0,2516 điểm. Global Firepower nhận định, sở dĩ Ukraine có được thành tích vượt trội như vậy là bởi suốt thời gian qua, nước này nhận được sự hỗ trợ khổng lồ về tài chính và vật chất từ Mỹ cũng như các nước phương Tây trong cuộc chiến chống lại Nga. Tổng quân số của Ukraine là 500.000 quân, trong đó lực lượng quân đội thường trực là 200.000 quân, lực lượng dự bị động viên là 250.000 quân và có 50.000 lính bán quân sự. Về trang bị vũ khí để tham gia xếp hạng thì Ukraine đang sở hữu 69 máy bay chiến đấu trong tổng số 312 máy bay các loại. Xe tăng có 1.890 chiếc, giảm 706 chiếc so với năm 2022 và số tàu chiến là 38. Trong một thông báo vào ngày 3 tháng 2 năm 2023 gần đây, Bộ Nội vụ Ukraine tuyên bố họ đang chuẩn bị cho một cuộc tấn công đến tận Crimea và Biển Đen nhằm đẩy lui toàn bộ lực lượng Nga ra khỏi lãnh thổ. Để hiện thực hóa điều đó, Ukraine đang dự định thành lập thêm khoảng 8 lữ đoàn tấn công với nòng cốt là lực lượng vệ binh, cảnh sát và biên phòng. Một số nhà bình luận phương Tây cho rằng những hành động quân sự kéo dài của quân đội Nga tại Ukraine đã khiến cho người dân nước này ngày càng phẫn nộ. Vì vậy, người Ukraine sẵn sàng ghi danh để trở thành những người lính tình nguyện chiến đấu bảo vệ quốc gia của họ. Tuy nhiên, nhiều ý kiến khác lại cho rằng, thực chất, Ukraine đang muốn kiểm soát lại các vùng Luhansk, Donetsk cũng như bán đảo Crimea từ quân đội Nga. Và để làm được điều đó, Ukraine phải dựa vào một lực lượng quân đội đông đảo hơn nhằm đối phó với các phe ly khai ở Donbass sau khi đã bị tổn thất rất lớn trong các trận chiến với Nga vào năm 2022. Cái gọi là lính tình nguyện do Ukraine tuyên bố thực chất chỉ là những đơn vị dân quân mang tư tưởng cực hữu được giới tải Việt, chính trị gia ở Ukraine và phương Tây hứa hẹn hỗ trợ về tài chính và nhận các phúc lợi xã hội nếu họ xung phong ra chiến trường. Một số nguồn tin phương Tây cho biết, trong những tháng gần đây, quân đội Nga đã phải chịu nhiều thiệt hại vì sức mạnh của pháo phản lực phóng loạt HIMARS-142 mà Mỹ chuyển cho Ukraine từ trước. Quân đội Ukraine đã khai thác độ chính xác cao của HIMARS để liên tục tấn công các kho đạn, cầu đường,
tuyến tiếp tế và sở chỉ huy của Nga, mặc dù Nga đã dùng các hệ thống radar phản pháo để theo dõi đạn đạo của HIMARS để lần ra nơi phóng, nhưng đạn rocket do hệ thống HIMARS bắn ra lại có quỹ đạo bay thay đổi, có thể đánh lừa radar phản pháo của Nga, nên Moscow đã không thể dò tìm chính xác hay dùng hỏa lực tầm xa để tiêu diệt được. Trước sự hiệu quả của các loại vũ khí tài trợ cho Ukraine, vào đầu tháng 2 năm 2023 vừa qua, Mỹ tiếp tục công bố gói viện trợ quân sự mới trị giá hơn 2 tỷ đô la Mỹ, tức là hơn 47.200 tỷ Việt Nam đồng tính đến thời điểm xây dựng video này, dành cho chính quyền của Tổng thống Zelensky. Washington cũng sẽ cấp thêm cho Kiev ít nhất 250 hệ thống tên lửa chống tăng Vactor Javelin, các loại đạn pháo theo tiêu chuẩn của NATO, mìn cối và súng máy hạng nặng. Trong các loại vũ khí mà Mỹ tài trợ cho Ukraine, đáng chú ý hơn cả là một loại rocket mới vô cùng uy lực với hệ thống dẫn đường thông minh và độ chính xác cao mang tên bom đường kính nhỏ phóng từ mặt đất. Loại vũ khí này có tầm bắn khoảng 150 km, có thể phóng từ hệ thống pháo phản lực HIMARS mà Mỹ đã gửi cho Ukraine. Với khả năng bắn vượt trội như vậy, bom đường kính nhỏ phóng từ mặt đất được đánh giá là có thể giúp Ukraine vươn tới mọi mục tiêu của Nga ở chiến tuyến miền Đông, miền Nam và một phần bán đảo Ukraine. Còn phía Moscow thì khẳng định đanh thép rằng quân đội Ukraine nhận vũ khí có tầm bắn xa chừng nào thì Nga sẽ đẩy lui họ ra khỏi ranh giới xa chừng đó. Australia không hề suy giảm phong độ của mình khi đứng ở vị trí thứ 16. Trong những năm gần đây, nền quân sự Australia liên tục thăng hạng. Nếu như vào năm 2022, quốc gia này đứng ở vị trí số 17 trong bảng xếp hạng, thì sang năm 2023, Australia tiếp tục tăng trưởng một bậc để đứng ở vị trí thứ 16 với chỉ số sức mạnh là 0,2567 điểm. Với tổng cộng 90.500 quân trong lực lượng vũ trang, Australia đã huy động hơn 60.000 quân làm lực lượng thường trực, bên cạnh đó có khoảng 30.000 lính dự bị động viên. Tổng số máy bay các loại mà Australia sở hữu là 353 chiếc, tuy nhiên, số máy bay chiến đấu đã giảm mạnh so với năm 2022, từ 72 chiếc đến nay chỉ còn 24 chiếc. Lượng xe tăng vẫn giữ được con số ổn định như năm 2022 là 59 chiếc, số tàu chiến là 43. 17 bẻ gãy sừng trâu và đó cũng chính là thứ hạng của Iran trong bảng xếp hạng quân sự thế giới năm 2023. Dù bị giảm 3 bậc trong bảng xếp hạng so với năm 2022, nhưng Iran vẫn tiếp tục giữ vững vị thế của một cường quốc quân sự tại khu vực Trung Đông nói riêng và trên thế giới nói chung. Chỉ số sức mạnh của Iran đến nay là 0,2712 điểm, trong khi năm 2022, Iran đạt 0,2104 điểm. Trong tổng số lực lượng vũ trang hơn 1 triệu quân, thì Iran đang sử dụng quá nửa số quân này làm lực lượng quân đội thường trực với 575.000 quân. Ngoài ra có khoảng 350.000 quân dự bị động viên, số còn lại là lực lượng bán quân sự. Iran sở hữu 541 máy bay các loại, trong số đó máy bay chiến đấu là 196 chiếc. Ngoài ra, quốc gia này còn có 4.071 xe tăng, tăng 1.240 chiếc so với năm 2022. Số tàu chiến là 101, giảm 41 chiếc so với năm 2022. Nguyễn Y Vân ở vị trí thứ 18 trong bảng xếp hạng so với năm 2022 chính là Israel. Tính đến thời điểm xây dựng video này, nền quân sự của Israel được đánh giá là vô cùng ổn định với chỉ số sức mạnh là 0,2757 điểm trong năm 2023. Đất nước này có tổng cộng 646.000 quân nhân, trong đó lực lượng quân đội thường trực là 173.000 quân, dự bị động viên là 465.000 quân, còn lại là lực lượng bán quân sự. Lượng máy bay chiến đấu ổn định với 241 chiếc trong tổng số 601 máy bay các loại. Bên cạnh đó, xe tăng có sự phát triển về số lượng, từ 1.900 chiếc vào năm 2022 tăng lên thành 2.200 chiếc vào năm 2023. Số tàu chiến là 67 chiếc. Nền quân sự phát triển như thánh gióng và đứng ở vị trí thứ 19 trong bảng xếp hạng chính là Việt Nam. Năm 2022, chỉ số sức mạnh của Việt Nam là 0,4521 điểm và đứng thứ 28 trong bảng xếp hạng quân sự thế giới. Bước sang năm 2023, có thể nói nền quân sự của Việt Nam vô cùng đột phá, tăng 9 bậc với 0,2855 điểm đánh giá để đứng ở vị trí thứ 19 trong bảng xếp hạng. Thậm chí, Việt Nam đã vượt qua cả các cường quốc quân sự như Đức, Tây Ban Nha, Ả Rập Xê Út, Đài Loan, Canada hay Ba Lan. Xét riêng trong khu vực Đông Nam Á, Việt Nam vẫn chỉ đứng sau Indonesia về sức mạnh quân sự. Tổng lực lượng vũ trang của Việt Nam là 3.010.000 quân nhân, trong số đó, quân đội thường trực của Việt Nam là khoảng 470.000 quân, đứng đầu về số lượng trong khu vực Đông Nam Á. Đó là chưa kể số quân dự bị đông đảo là 2.500.000 binh sĩ, cùng khoảng 40.000 người thuộc lực lượng bán quân sự. Máy bay chiến đấu của Việt Nam là 75 chiếc trong tổng số 223 máy bay các loại. Với số lượng trên, Việt Nam là quốc gia sở hữu nhiều máy bay chiến đấu thứ hai ở Đông Nam Á, chỉ sau Singapore với 100 chiến đấu cơ.
Việt Nam cũng là quốc gia đứng đầu Đông Nam Á về số lượng xe tăng, pháo tự hành và tàu ngầm, với 1.829 xe tăng, 1.349 pháo tự hành và 6 tàu ngầm trong tổng số 109 tàu chiến. Theo một số báo phương Tây nhận xét, thì sự phát triển quân sự vượt bậc của Việt Nam là do chính phủ Việt Nam ngày càng tăng cường ngân sách chi cho quốc phòng. Mặc dù Bộ Quốc phòng Việt Nam không công bố con số chính xác nào về vấn đề này, nhưng theo các nhà bình luận phương Tây, thì trước tình trạng căng thẳng kéo dài của cuộc chiến tranh Nga-Ukraine, Việt Nam dường như đang tăng tốc đa dạng hóa kho vũ khí của mình bằng cách mua thêm nhiều loại vũ khí hiện đại từ Nga, cũng như một số nước khác như Mỹ, Israel, Hà Lan hay Hàn Quốc. Không chỉ mua vũ khí từ nước ngoài, Việt Nam đã và đang tự sản xuất nhiều loại vũ khí hạng nhẹ cũng như hợp tác với nhiều đơn vị để nghiên cứu phát triển các loại vũ khí công nghệ cao như máy bay không người lái, radar, tên lửa chống hạm để nâng cao sức mạnh quân sự. Ngoài ra, những tranh chấp ở Biển Đông và sức mạnh ngày càng tăng của các lực lượng vũ trang Trung Quốc cũng được cho là nguyên nhân thúc đẩy chính phủ Việt Nam tăng cường khả năng quân sự của mình. Nhắc đến vị trí thứ 20 trong bảng xếp hạng thì không còn ai trồng khoai đất này ngoài Ba Lan. Tính đến thời điểm hiện tại, chỉ số sức mạnh của Ba Lan là 0,3406 điểm, khiến quốc gia này tăng tới 4 bậc so với năm 2022 để đứng ở vị trí thứ 20 trong bảng xếp hạng năm 2023. Sở dĩ Ba Lan có sự thăng hạng đáng kể như vậy là do từ khi xung đột Nga-Ukraine nổ ra, Ba Lan đã không ngừng ký những hợp đồng quân sự trị giá hàng tỷ đô la Mỹ để hiện đại hóa quân đội quốc gia. Đặc biệt, Ba Lan ngày càng có mối quan hệ khăng khít với Mỹ và đã đặt hàng mua hàng loạt các khí tải quân sự hiện đại của Mỹ như hệ thống pháo phản lực cơ động cao M142, hệ thống tên lửa chiến thuật lục quân hay các dòng xe tăng tối tân. Đồng thời, Ba Lan cũng lên án mạnh mẽ các hành động quân sự của Nga đối với Ukraine và nhiều lần viện trợ quân sự cho chính quyền của Tổng thống Zelensky. Các lực lượng vũ trang Ba Lan có tổng cộng 152.500 quân, trong đó quân đội thường trực là 120.000 quân, số còn lại là lực lượng bán quân sự. Ba Lan có 91 máy bay chiến đấu trong tổng số 459 máy bay các loại. Ngoài ra, quốc gia này còn sở hữu 569 xe tăng, giảm 294 chiếc so với năm 2022, cùng với 86 tàu chiến. Các vị trí số 21, 22, 23, 24 và 25 trong bảng xếp hạng quân sự thế giới năm 2023 lần lượt thuộc về các quốc gia Tây Ban Nha, Ả Rập Xê Út, Đài Loan, Thái Lan và Đức. Trong năm quốc gia này thì có 3 nước là Tây Ban Nha, Ả Rập Xê Út và Đài Loan vẫn giữ vị thế khá ổn định trong bảng xếp hạng khi thứ bậc của họ không có sự biến động lớn so với năm 2022. Trong khi đó, Thái Lan được đánh giá là nước có nền quân sự thăng hạng đáng kể bởi từ hạng 29 vào năm 2022 đến nay chỉ số sức mạnh của xứ sở chùa vàng là 0,3738 điểm, tăng 5 bậc để đứng ở vị trí thứ 24 trong bảng xếp hạng. Thái Lan cũng tiếp tục là nền quân sự hùng mạnh thứ 3 ở khu vực Đông Nam Á, chỉ sau Indonesia và Việt Nam. Với tổng cộng 456.000 quân trên cả nước, Thái Lan đã bố trí 350.000 quân thường trực, số quân dự bị là 100.000, số còn lại là lực lượng bán quân sự. Máy bay chiến đấu quốc gia này sở hữu là 73 chiếc trong tổng số 488 máy bay các loại. Ngoài ra, Thái Lan còn có 587 xe tăng và 292 tàu chiến. Đáng chú ý, tụt hạng như tụt huyết áp chính là nền quân sự của nước Đức. Nếu năm 2022, Đức xếp ở vị trí thứ 16 thế giới về sức mạnh quân sự, thì bước sang năm 2023, Đức đã tụt tới 9 bậc và chỉ đứng ở vị trí thứ 25 trong bảng xếp hạng. Các lực lượng vũ trang của nước Đức có tổng số 199.000 quân, trong đó có 184.000 quân thường trực, dự bị động viên là 15.000 quân. Nước Đức có 134 máy bay chiến đấu trong tổng số 601 máy bay các loại. Số lượng xe tăng là 266 và tàu chiến là 80 chiếc. Sức mạnh quân sự của các quốc gia khác ở khu vực Đông Nam Á trong năm 2023 cũng có nhiều biến động. Singapore từ vị trí thứ 42 trong bảng xếp hạng năm 2022 đến nay đã lọt vào top 30 nền quân sự mạnh nhất thế giới. Cụ thể là Singapore đứng ở vị trí thứ 29 với điểm đánh giá là 0,4613 điểm. Philippines cũng là một quốc gia đáng chú ý khi tăng tới 19 bậc từ vị trí thứ 51 vào năm 2022 lên đứng ở vị trí thứ 32 trong bảng xếp hạng năm 2023 với 0,4811 điểm đánh giá. Như vậy, tại thời điểm hiện tại, theo xếp hạng của Global Firepower, thì sức mạnh quân sự của hai quốc gia Singapore và Philippines đã vượt qua cả Triều Tiên nếu đánh giá chỉ dựa trên điểm số, và Triều Tiên chỉ xếp hạng thứ 34. Vấn đề này đã khiến một số chuyên gia hoài nghi về tính thực tiễn của bảng xếp hạng quân sự thế giới do Global Firepower chủ trì. Các quốc gia Đông Nam Á khác như Myanmar, Malaysia, Campuchia, Lào lần lượt xếp ở các vị trí thứ 38, 42, 106 và 115 trong bảng xếp hạng.
Trong bốn quốc gia trên thì Myanmar, Malaysia và Lào đều có sự thăng hạng về sức mạnh quân sự. Điển hình như Myanmar, sau khi quân đội nước này tiến hành cuộc đảo chính vào năm 2021, thì tính đến thời điểm hiện nay, quân đội đã trở thành lực lượng có nhiều ảnh hưởng nhất tại Myanmar. Các vị trí chủ chốt trong chính phủ phần lớn đều do các sĩ quan quân sự nắm giữ. Chính vì vậy, Myanmar ngày càng đầu tư mạnh vào quân đội. Chỉ duy nhất nền quân sự của Campuchia thì không những không có bước phát triển mà còn tụt tới 6 bậc trong bảng xếp hạng so với năm 2022. Một số nhà bình luận cho rằng kết quả trên là do tình hình kinh tế chính trị cũng như ngân sách đầu tư vào quốc phòng của Campuchia hàng năm khá hạn chế. Nền quân sự của quốc gia này chủ yếu phụ thuộc vào viện trợ của nước ngoài, đặc biệt là Trung Quốc. Nếu thấy video này có ích, hãy chia sẻ và cho nó một like. Trên màn hình là một số video hay ho khác dành cho bạn. Hãy lựa chọn, nhấn vào nó để tiếp tục thưởng thức. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo.